Hello, Vương Mô Tô xin chào tất cả mấy anh em đã xem kênh YouTube của Vương Mô Tô nha. Bữa nay mình sẽ giới thiệu cho anh em chiếc xe Revel 170 3 đĩa nha. Loại mới nha. Mẫu 3 đĩa nha anh em. 170 2 máy 2 bô nha. Xe còn đẹp leng keng luôn nha anh em. Mấy nay dịch quá mấy anh em ơi, không có đi nhiều, không có đăng nhiều cho anh em xem nha. Hôm nay mình sẽ lên chiếc xe Revel 170 cho anh em xem nha. Xe này là màu đỏ đen đời 2011 nha. Mâm 3 đĩa nha. 2 đĩa trước, 1 đĩa sau. Bô zin theo xe hết, thùng bọng theo xe hết nha. Yên giữa tất cả các thứ đầy đủ. Yên giữa kiến chiếu hậu đầy đủ hết. Số 2 màu đỏ đen rất là đẹp nha. Yên có bấm nút cho anh em luôn nha. Yên nhấn nút đầy đủ hết nha anh em. Hai thùng sau rất là đẹp nha. Bỏ đồ đi xa được thoải mái nha. Bô này là gọi là bô quả tiễn nha. Bô zin theo xe nha anh em. Một đĩa sau nha. Phục bọc inox hết. Hai máy 170, hai máy bự nha. Mẫu này là mẫu vừa thôi nha. Còn một cái mẫu sau nữa, nó mẫu nửa xe rất là bự. Mẫu này là mẫu vừa thôi. Mẫu trung. Hai đĩa trước đây. Máy cực kỳ, nổ rất cực kỳ hay luôn. Đèn trước đèn led nha. Led trước nha. Tốp sau đầy đủ hết. Biển số Sài Gòn nha anh em. Test hết đầy đủ hết rồi, anh em chỉ mua về có việc đổi xăng chạy thôi nha. Anh em là thích thì điện thoại chốt giá cho mình nha. Số điện thoại mình là 0906 859 709 nha. Hoặc qua cửa hàng mình ở 143 đường Phan Anh, quận Bình Tân nha. Anh em ở xa thì kết bạn Zalo đi rồi mình gửi hình chi tiết cho. Mua bán thì chuyển khoản là mình chuyển xe thôi. Hồ sơ rút ra đăng ký ok hết nha. Vương Mô Tô xin cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký để theo dõi những cái video sau bên mình nha. Bên đây có đồng hồ đã báo đầy đủ hết nha. Bên đây là báo xăng nha anh em. Bên đây là km. Bên đây là báo số nha. Bên đây là báo số nha. Bình đổ xăng ở đây nha. Rồi những chi tiết quanh cái xe là như vậy, còn xe còn rất là đẹp nha, khá xe nha. Rồi anh em là thích thì điện thoại chốt giá nha. Vương Mô Tô xin cảm ơn mấy anh em.